Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 198. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời xem đoạn nhỏ phía sau. Hành tịch tịnh hạnh, diễn ly hư vọng, y chân đế môn, trực chúng đức bổn. Tiểu khoa này là hành tịnh trực đức. Cái này dần khế nhập vào cảnh giới. Phía trước, cái tiết nhỏ này, chúng ta đem nó tổng kết lại nói. Cái thứ nhất, phải đoạn nội hoặc. Cái thứ hai, phải diễn ly ngoại duyên. Chúng ta xem thấy Bồ Tát Pháp Tạng. Đây là nói A-di-đà Phật khi ở nhân địa tu Bồ Tát Đạo, làm ra tấm gương cho chúng ta. Trong không có ác niệm, đây chính là viễn ly phiền não tập khí. Bên ngoài không dính ngoại duyên, sau đó mới thân tâm thanh tịnh. Đãng lạc ức niệm quá khứ chư Phật sở tu thiền căn. Đây chính là Ngài đem pháp môn niệm Phật thực tiễn ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Nghĩ tưởng chư Phật Bồ Tát là trải qua ngày tháng như thế nào? Chư Phật Bồ Tát là làm sao từ nơi công việc hàng ngày của các ngài? Chư Phật Bồ Tát làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật? Chúng ta phải ức niệm những thứ này. Làm thế nào để ức niệm? Những sự việc này đều ở trên bộ kinh này. Do đó, tu học trước tiên phải đem kinh đọc thuộc. Mỗi giờ mỗi phút có thể đề khởi. Ngay như chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm lập tức liền có thể nghĩ đến ở trên kinh Phật nói như thế nào. Cái ý niệm này ta có nên khởi lên hay không? Lời nói này ta có nên nói hay không? Cái sự việc này ta có nên làm hay không? Tất cả là tùy thuận giáo huấn Phật Đà. Đây là ức niệm chư Phật. Phật dạy làm thế nào thì ta làm như thế đó. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát Thập Địa trước sau không rời niệm Phật. Ý nghĩa chính ngay chỗ này. Câu này là tổng cương lĩnh của Tịnh Độ Tông. Chúng ta mỗi niệm phải hướng Phật mà học tập. Nên có câu là lão thật niệm. Quan trọng nhất, niệm giáo huấn của Phật, niệm hạnh nghiệp của Phật, hành vi của Ngài, tạo tác của Ngài. Chúng ta phải nên làm thế nào học tập với Ngài? Phật ở phía trước đã từng nói, khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm. Có thể thấy được Phật sở dĩ có thể thành tựu đều là học tập của Phật trước. Ngày nay chúng ta cũng muốn thành Phật, vẫn là cái biện pháp cũ này. Phải học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật, phải học tập với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Câu nói này rất quan trọng. Tiếp theo nói hành tịch tịnh hạnh. Cái gì gọi là tịch tịnh? Nếu chiếu theo giải thích của Đại Đức xưa, vô dư niết bàn danh tịch tịnh. Tu vô dư niết bàn thì gọi là tịch tịnh hạnh. Cách nói này chúng ta không dễ hiểu. Trước tiên chúng ta phải lý giải ý nghĩa của tịch tịnh. Tịch là ý nghĩa của tịch diệt, tịnh là ý nghĩa của thanh tịnh. Tịch diệt là nói cái gì? Đối với ai nói vậy? Đối với vọng tưởng phân biệt chấp trước mà nói. Cách nói này thì mọi người dễ hiểu. Viễn ly vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là tịch. Đây chính là vô dư niết bàn. Thuật ngữ ở trên Phật Kinh. Cái gì gọi là tịnh? Chúng ta sinh hoạt ở cái thế gian này, không thể lìa khỏi xã hội. Hay nói cách khác, mắt chúng ta phải thấy, tai phải nghe, miệng phải nói. Sáu căn ở ngay trong cuộc sống thường ngày khởi tác dụng. Không phải nó không khởi tác dụng. Tuy là khởi tác dụng, trong tâm đích thực không có phân biệt chấp trước. Cái hạnh này thì gọi là tịnh hạnh. Phật biểu diễn cho chúng ta xem. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, vì mọi người giảng kinh nói pháp 49 năm, ngày ngày tiếp xúc với mọi người, bận rộn đến hết hơi hết sức. Ngài là tịch tịnh hạnh. Tịch tịnh tuyệt nhiên không phải cái gì cũng đều không làm. Chạy đến núi sâu tìm một cái động trốn trong đó, vậy cũng không tịch tịnh. Đến lúc nào động tịnh không hai, vậy mới vào tịch tịnh. Có thể như trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, 53 vị Pháp Thân Đại Sĩ này đại biểu là cái gì? Trong xã hội chúng ta 53 loại nghề nghiệp khác nhau. phương thức đời sống khác nhau. Họ mỗi một người đều là hành tịch tịnh hạnh. Chúng ta phải ở trong đây mà học tập. Làm thế nào ở trong xã hội hiện tại bận rộn phức tạp như thế này, bạn phải hiểu được tu tịch tịnh hạnh, bạn liền được tâm thanh tịnh. Bạn ở trong đây liền tu hành chứng quả. Tại vì sao chúng ta sống trong đời sống này không có được tịch tịnh? Nguyên nhân không ngoài vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn làm sao có thể được tịch tịnh? Sáu căn tiếp xúc tất cả cảnh giới, khởi tâm động niệm, đây là vọng tưởng. Phân biệt phải quấy thiện ác lợi hại. Bạn không thể nào rời khỏi phân biệt chấp trước. Bạn làm sao có được tịch tịnh? Xem thấy những người tu hành này, những pháp thân Bồ Tát này, các ngài giống y như chúng ta, cũng sống ngay trong hoàn cảnh này. Tại vì sao họ không có phiền não? Tại vì sao họ có thể được tâm thanh tịnh? Do đây có thể biết, được tâm thanh tịnh không có liên quan với ngoại duyên bên ngoài. Ngoại duyên có phức tạp hơn cũng sẽ không nhiễu loạn lòng người tu hành. Thế nhưng các vị phải nên ghi nhớ, con người này đạo nghiệp của họ thành tựu rồi mới được. Như những người chúng ta đây, người sơ học, vậy thì khó rồi. Khi không có việc, khi không tiếp xúc cùng với người, trong tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước đã không thể dừng lại rồi. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, vậy thì được sao? Cho nên Tổ sư Đại Đức đối với người tu học nhất định phải chọn lựa cho họ một hoàn cảnh tu hành. Đạo lý chính là chỗ này. Phàm phu là cảnh tùy tâm chuyển. Việc này rất đáng thương. Tâm tùy cảnh chuyển, thì bạn nhất định phải tìm cho họ một hoàn cảnh tốt. Người xưa chúng ta biết được, mọi người đều biết câu chuyện mẹ Mạnh Tử 3 lần về nhà. Mẫu thân của Mạnh Phu Tử vì để bồi dưỡng con trai của bà phải dọn nhà 3 lần. Tại vì sao phải dọn nhà? Hoàn cảnh chung quanh không tốt, có ảnh hưởng không tốt đối với con trai bà. Tổ sư Đại Đức xưa nay răng dạy sơ học, tại vì sao đem đạo tràng xây dựng ở trong núi sâu, cách ly thôn tràng đều tương đối xa, không có dấu chân người, hoàn cảnh thanh tịnh, dùng cái này để làm trời duyên, giúp bạn tu tịch tịnh hạnh. Tịch tịnh hạnh thật tu thành công rồi, bạn phải đến đô thị để độ hóa chúng sanh, phải hành Bồ Tát đạo. tiếp xúc xã hội bận rộn, vẫn cứ thanh tịnh, vẫn cứ không khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì bạn thành công rồi. Bạn ở trong đó mà toai luyện, phước huệ song tu. Bạn giúp đỡ xã hội đại chúng là tu phước. Chính mình tâm địa thanh tịnh không nhiễm một trần là tu huệ. Phước huệ song tu. Không phải bảo bạn mãi mãi ở trong núi không ra ngoài, vậy thì có ích gì chứ? Tu thành Phật rồi không thể độ chúng sanh, vậy Phật này có lợi ích gì? Phật này làm sao có thể đạt được người khác tôn kính? Sau khi tu thành công, nhất định phải tiếp xúc mọi người, cùng hòa quang hồng trần với mọi người, dung hợp thành một khối. Ở ngay trong đại chúng, vì mọi người làm tấm gương, không chỉ là có ngôn giáo mà còn có thân giáo. Thành tựu sự nghiệp Bồ Tát độ sanh. Đây mới chân thật là vô dư niết bàn. Do đây có thể biết, vào vô dư niết bàn mà diệt độ, nó là linh động hoạt bát. Diễn ly hư vọng, trên Kinh Niết Bàn có câu: tất cả diệt ác, hư ngụy là gốc. Bạn hiểu được cái gì gọi là hư ngụy? Trên Kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Như mộng huyễn bào ảnh chính là hư vọng. Tất cả hữu vi pháp là cái gì? Trong Bách Pháp Minh Môn Luận đã nói 8 cái tâm pháp. Tâm sở pháp 51 cái. Thiện pháp 11 cái. Phiền não 26 cái. Bất tương ưng hành pháp 24 cái. Sắc pháp 11 cái. Những thứ này thấy đều gọi là pháp hữu vi. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh đều là hư vọng. Sáu cõi 10 pháp giới đều là pháp hữu vi. Hiện tại chúng ta sống ở trong đây, diễn ly hư vọng. Tức hư vọng mà diễn ly hư vọng. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Hay nói cách khác, cái hư vọng này người phàm không cách gì trừ bỏ đi. Hôm trước có một đồng tu hỏi một vấn đề: anh ấy hỏi mấy loại ma, cái gì gọi là ấm ma? Ấm ma chính là ngủ ấm. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đây là ngũ ấm. Bạn có thể gạt bỏ đi được không? Ngũ ấm là gì? Ngũ ấm là nói cái thân của chúng ta, cái thân thể này của chúng ta. Cái vật chất này là sắc. Bốn đại hòa hợp, đây là nói sắc pháp. Bộ phận của tinh thần, thọ tưởng hành thức, đây gọi là ngũ ấm. Ngày nay gọi là động vật, Phật Pháp gọi là thân của chúng sanh hữu tình. Căn thân là năm ấm hòa hợp, cũng gọi là năm uẩn hòa hợp. Cái thứ này chính là dày dò. Trước khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, Lão Tử đã giảng qua rồi. Sở dĩ ta có đại hoạn vì ta có thân. Ông biết được cái thân này không phải là thứ tốt. Thân là họa hoạn. Đây chính là ma, ý nghĩa của ngũ ấm ma. Khi Phật Pháp chưa đến Trung Quốc, Lão Tử đã nhận được tường tận. Cái thân này là ma chướng. Làm thế nào có thể bài trừ? Vô ngã thì liền rời khỏi. Đến lúc nào bạn có thể làm đến vô ngã? Vô tư, vô ngã thì giải thoát. Giải thoát thì cái thân này còn hay không? Còn. Thân tuy còn mà không khổ, không còn bị cái khổ gì dò. Đây gọi là giải thoát. Đây gọi là ly. Ly không phải đem cái thân này hủy diệt, không phải vậy. Thân vẫn còn. Lìa khỏi tất cả dày dò. Hai loại này là phiền não ma. Loại thứ ba là tử ma. Loại thứ tư là thiên ma. Thiên ma là gì? Dụ hoặc của bạn. Bên ngoài gọi là thiên ma. Mê hoặc của năm dục sáu trần. Những thứ này toàn là hư vọng. Trong mà căng thân, thế giới bên ngoài là hư vọng. Viễn ly bằng cách nào? Không chấp trước thì viễn ly. Dùng lời nói hiện tại để nói, không nên để nó ở trong tâm thì viễn ly rồi. Viễn ly không phải ly ở trên sự. Ly ở trên sự thì sai rồi. Chúng ta giảng kinh, lúc trước khi tôi mới học Phật, Lão Sư liền dạy tôi nhìn thấu buông xả. Tôi cũng thường nói, có người đem ý nghĩa hiểu sai. Có một đồng tu đại lục viết thư gửi cho tôi, ông buông xả rồi, công việc cũng buông xả, cũng không có thu nhập, hiện tại đến ăn cơm cũng thành vấn đề, hỏi tôi phải làm sao. Đây là hiểu sai đi ý nghĩa. Tôi không có dạy bạn đem nhà buông xả, cũng không có bảo bạn đem vợ và con cái buông xả, cũng không có dạy bạn buông xả đi công việc. Cái thứ này không thể buông xả. Cho nên học Phật đem ý nghĩa của lời nói này hoàn toàn hiểu sai rồi, cho rằng buông xả thì tất cả đều không cần. Đây là chiêu cảm đến rất nhiều chướng nạn, rước lấy người khác hủy bán. Học Phật học mê rồi. Chân thật là học mê, chân thật là học sai rồi. Phật dạy chúng ta buông xả là buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải hiểu được cái đạo lý này. Bạn xem ở trên kinh, Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta cha mẹ không cần, Lão Sư cũng không cần, buông xả rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật cái gì cũng đều buông xả. Ngài hà tất còn phải giảng kinh nói pháp 49 năm à? Ngài cũng cần phải buông xả, Ngài không cần phải giảng. Cho nên phải nên biết, trên sự nhất định phải chiếu theo làm, như lý như pháp mà làm. Ý niệm không hợp lý thì phải buông xả, tư tưởng không hợp lý thì phải buông xả, phân biệt chấp trước không hợp lý thì phải buông xả. Vậy bạn buông xả những thứ này, cho nên bạn phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, bạn mới không đến nỗi học sai. Học sai rồi thì tu sai. Sau khi buông xả, không chỉ đạt được tự tại an vui, đạt được rất nhiều phiền não. Vậy thì cũng sai rồi. Viễn ly hư vọng. Kinh văn phía trước đã nói trụ chân thật huệ. Trụ chân thật huệ chính là viễn ly hư vọng. Người trụ chân thật huệ, hành vi của họ nhất định là thanh tịnh hạnh. Thanh tịnh hạnh nâng lên trên cao chính là tịch tịnh hạnh. Hiện tại chúng ta tịch tịnh hạnh không làm được, phải nên làm đến thanh tịnh. Đoạn ác tu thiện. Đoạn ác không dính vào cái tướng đoạn ác, tu thiện không dính vào cái tướng tu thiện. Tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh, hạnh tự nhiên thanh tịnh. Ở trong cái cảnh giới này, tất cả những lo lắng, sợ hãi, khiếp sợ đều không còn. Chân thật được khinh an, được tự tại. Đích thực là nhà Phật chúng ta gọi là lìa khổ được vui. Đây là thật, không phải là giả. Thế nhưng bạn không thể nào xả bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Cái thanh tịnh an lạc này thì bạn không thể đạt được. Cái phiền não, lo lắng, sợ hãi, khiếp sợ, bạn cũng không thể buông xả. Vậy thì diễn ly hư vọng, đây là nhìn thấu. Đây là đối với chân tướng sự thật có trình độ lý giải, nhận biết tương đối. Sau đó mới có thể y chân đế môn, trực chúng đức bổn. Đế, cái chữ này ở trong Phật kinh dùng được rất nhiều. Ý nghĩa của nó chân thật là không hư dối. Đạo lý chân thật không hư thì gọi là đế. Phật nói kinh y theo nhị đế mà nói pháp. Phật nói chính là hai loại chân thật bất hư. Một loại là pháp thế gian, một loại là pháp xuất thế gian. Pháp thế gian là chúng ta, tất cả chúng sanh, mọi người đều khẳng định cái này không thể là giả. Chúng ta không thể xem thường. Phật Pháp thường nói Phật Pháp ở thế gian bất hoại Pháp thế gian. Đây chính là tùy thuận tục đế. Bạn xem, Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, Nếu như các vị muốn hỏi Phật Pháp rốt cuộc là cái gì, chúng ta cũng có thể nói như vậy. Phật Pháp chính là hiếu thân tôn sư. Cái đáp án này không hề sai. Hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư là thế đế. Đem hiếu thân tôn sư mở rộng ra, có thể hiếu thuận tất cả chúng sanh, có thể tôn trọng tất cả chúng sanh, liền biến thành Pháp xuất thế. Vậy thì do đây có thể biết thế đế cùng chân đế khác biệt ở chỗ nào. Khác biệt là ở ngay trong một niệm. Bạn cái ý niệm này tâm lượng nhỏ, liền biến thành tục đế, biến thành thế đế. Tâm lượng mở rộng, giống như trên Kinh Phật nói, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới, thì tục đế liền biến thành chân đế. Do đây có thể biết, ngay trong tất cả đế lý, làm gì có phân thế tục cùng chân đế. Quả nhiên là có hai. Ở Phật Pháp dính vào cái nào thì nói không thông rồi. Đến cảnh giới Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm nói nhất chân, Hoa Nghiêm nói không hai. Không hai chính là một, chính là nhất chân. Thế đế cùng chân đế không hai. Thế đế cùng chân đế nhất như. Đây mới là chân thật. Ngôn ngữ của Phật, giáo huấn của Phật, trong ngữ ý hàm chứa đạo lý, đích thực là rộng lớn, không có bờ mé, sâu rộng vô tận. Chúng ta làm thế nào có thể nhận biết? Nhất định phải thực tiễn, phải nỗ lực mà tu học. Hành môn giúp bạn lý giải, giải môn giúp bạn thâm nhập cảnh giới. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, giải hành tương bổ tương thành. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, quyết định chăm chỉ nỗ lực tu học, đây gọi là thật tinh tấn. Ở chỗ này Phật dạy chúng ta phải y chân đế môn, mới có thể trực chúng đức bổn. Trong cái chân đế này, các vị dạng nhất không nên xem thường. Có tục đế ở ngay trong đây. Nhà Phật cũng nói y đệ nhất nghĩa đế. Đây là chúng đức chi bổn. Cái gì là đệ nhất? khởi tâm động niệm liền rơi vào 2-3. Vậy thì đệ nhất, cái ý này chúng ta liền có thể thể hội. Chân thành đến cực điểm, đây chính là đệ nhất nghĩa đế, đây chính là chân đế. Hay nói cách khác, chân đế, đệ nhất nghĩa đế chính là tên khác, cách gọi khác của chân tâm bổn tánh. Chúng ta có thể dùng chân tâm, dùng tâm chân thành, liền có thể trực chúng đức bổn. Nếu bạn dùng tâm hư vọng, đó là tất cả nguồn ác, tất cả căn nguyên của tội ác là tâm hư vọng. Tất cả căn bản của công đức chân thật là tâm chân thành. Tại vì sao Phật dạy Bồ Tát Đại Thừa? Quan trọng nhất là phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề chính là tâm chân thành. Chính là chỗ này gọi là chân đế. Chư Phật Như Lai vô lượng kiếp vun bồi đức hạnh, chính là nương vào tâm chân thành. Chân thì không vọng, thành thì không dối. Tiêu chuẩn của chân thành là gì? Chỗ này nói với chúng ta viễn ly hư vọng. Chúng ta vẫn là không hiểu. Viễn ly hư vọng thì đương nhiên chân thành. Viễn ly hư vọng là gì? Cách ly thế nào? Trên Kinh Kim Cang nói 4 tướng. Chúng ta từ cái chỗ này có thể thể hội được một chút tin tức. Ở trên Kinh Kim Cang Phật nói, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì chẳng phải là Bồ Tát. Trong nửa bộ sau nói, nếu Bồ Tát có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thì chẳng phải là Bồ Tát. Mấy câu nói này nó được rất hay. Có là cái gì? Có phân biệt, có chấp trước. Nếu như bạn có phân biệt, phân biệt ta, phân biệt người ấy, bạn có loại phân biệt chấp trước này, tâm của bạn không phải chân tâm, không phải thành ý. Bạn không có tâm Bồ Đề. Trong tâm Bồ Đề chắc chắn không có 4 tướng, không có 4 kiến, không có chấp trước của 4 tướng, không có phân biệt của 4 kiến. Vậy thì phải thực tiễn như thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh đối Pháp cho chúng ta. Bạn xem kết tập kinh điển câu thứ nhất, như thị ngã văn, đó chẳng phải là ngã tướng sao? Đó chẳng phải là ngã kiến sao? Làm sao ly tướng? Phải nên biết chư Phật Bồ Tát vì chúng sanh hiện thân nói pháp đều là lìa hư vọng. Hiện thân của Phật Bồ Tát, cái thân đó của Ngài không phải là thân nghiệp báo. Cái thân này của chúng ta là thân nghiệp báo, không có cách nào. Thọ báo mà đến, Ngài thì không phải. Ngài là thừa nguyện mà đến. Thừa nguyện mà hiện thân là thân cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Cái thân đó của Ngài là thân cảm ứng, cho nên là chân thật, không phải hư vọng. Thân của chúng ta là thân nghiệp báo, là hư vọng, không phải là chân thật. Các ngài vì chúng ta nói pháp, vì chúng ta giảng kinh nói pháp, là tùy thuận cách nói của chúng ta mà nói pháp. Không phải ngài thật có chấp trước. Ngài thật có pháp có thể nói không. Phật không có pháp có thể nói. Không chỉ là không có định pháp có thể nói, Phật không có pháp có thể nói. Phàm phu chúng ta chấp trước cái tướng này gọi là ta, thì Phật cũng nói với chúng ta là ta. Phật cũng nói ta. Phật nói ta là tùy thuận tri kiến của chúng ta mà nói ta. Chính Ngài chắc chắn không chấp trước cái này là ta. Quyết định không chấp trước đây là ta. Đây gọi là viễn ly hư vọng. Mà chúng ta ngày nay nói ta, đích thực là chấp trước cái thân này là ta. Chấp trước cái này là ta. Đây không phải là anh. Chúng ta thật có chấp trước. Phật không có ngã chấp, cũng không có chấp trước ngã sở. Gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Các vị nói cái tướng này là ta, tôi cũng nói với bạn là ta. Vậy thì mới nói được thông, mới có thể giao tiếp. Đây gọi là tùy thuận tục đế mà nói. Sau đó đem đạo lý trong đây giảng rõ ràng, giảng tường tận, bạn cũng hoát nhiên đại ngộ. Đây chính là từ tục đế độ đến chân đế. Đến sau cùng chân tục không hai, chân tục viên dung. Đó mới là khế nhập cảnh giới của Phật. Chân tục không thể nào hợp nhất, không thể nào viên dung, là quyền giáo Bồ Tát, không hề vào cảnh giới của Phật. Do đây có thể biết câu nói này 8 chữ y chân đế môn trực chúng đức bổn, chính là dùng tâm chân thành, tâm Bồ Đề. Thế Tôn ở trong Quán Kinh nói tâm chân thành, thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Bồ Tát Mã Minh ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Kinh luận hợp lại xem, ý nghĩa thì càng rõ ràng, càng tường tận. Chúng ta một người ở thế gian dùng chân tâm, chính là trực chúng đức bổn. Chắc chắn không dùng hư vọng, chắc chắn không lừa gạt chúng sanh. Chúng sanh lừa gạt ta, họ vô tri, họ đang tạo ác nghiệp. Chúng ta quyết định không thể nào ức hiếp tất cả chúng sanh. Quyết định không nên lo sợ. Trong cả năm nếu nói lời thành thật với người, vậy ta nơi nơi đều bị thiệt thòi, nơi nơi đều bị tổn hại. Thế nhưng bạn phải nên nghĩ xem, Con người ở đời nhiều nhất chẳng qua 100 năm, chịu thiệt 100 năm, bị hại 100 năm, có cái gì đáng kể đâu. Đời sau cùng nắm tay với Phật Bồ Tát cùng đi, cái lợi này bao lớn. Một chút lợi ích trước mắt bạn không chịu xả bỏ, lợi ích lớn ở tương lai bạn không thể có được. Lời của Phật nói là đúng, không hề sai. Chúng ta nhất định phải tuân thủ, quyết không ức hiếp tất cả chúng sanh, quyết định phải y theo thập thiện nghiệp đạo, dùng tâm chân thành để tu thập thiện nghiệp đạo, chính là chư Phật Như Lai trực chúng đức bổn. Chúng ta tuy là cũng tu thập thiện nghiệp đạo, cái công đức này không thể so với chư Phật Bồ Tát. Nguyên nhân này là gì? Chúng ta là dùng tâm sở của A Lại Gia Thức. Chúng ta dùng 8 thức 51 tâm sở pháp, tu 10 thiện, đoạn 10 ác, tu 10 thiện. Cái công đức này chỉ có thể sanh thiên. Ngay ra khỏi 6 cõi luân hồi đều rất khó khăn. Bạn thử nghĩ xem, nếu như chúng ta dùng tâm chân thành để đoạn 10 ác, tu 10 thiện, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Không như nhau. Cho nên chỗ kinh văn này khải thị cho chúng ta, chúng ta dạng nhất không thể xem thường. Đệ đức xưa cũng dạy cho chúng ta. Cũng có người nói đức bổn là 6 chữ hồng danh của A Di Đà Phật. Đây là nói danh hiệu dạng đức trang nghiêm của A Di Đà Phật. Cho nên chấp trì danh hiệu cũng gọi là đức bổn. Lời nói này nói được không sai, có thể nói được thông. Chúng ta ngày ngày niệm A Di Đà Phật thì có thể tu thành dạng đức trang nghiêm hay không? Vấn đề rất nhiều. Tại vì sao chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật không thể tu thành dạng đức trang nghiêm? Chúng ta không y chân đế môn. Nếu như chúng ta dùng tâm chân thật, là tâm chân thành, là thâm tâm, là hồi hướng phát nguyện tâm, niệm một câu 6 chữ hồng danh này, đó đích thực là tu bổn đức. Ngày nay chúng ta không có cái tâm này. Chúng ta là tâm vọng tưởng. Một mặt niệm Phật vẫn là một mặt khởi vọng tưởng. Vậy thì làm sao thành công? Cho nên trên kinh nói những lời nói này, chúng ta nhất định phải liễu giải. Dạng nhất không nên hiểu lầm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải vận dụng một đoạn lời nói trên Quán Phật Tam Muội Kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: ngã giữ thập phương chư Phật, cập hiền kiếp thiên Phật, tùng sơ phát tâm, giai nhân niệm Phật, tam muội lực cố, đắc nhất thiết chủng trí. Ngày trước Đại sư Ngẫu Ích nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm thế nào để thành Phật, niệm Phật thành Phật. Rất nhiều người hỏi đây là trên bộ kinh nào đã nói. Đích thực Trên Quán Phật Tam Muội Kinh đã nói như vậy. Trên Kinh Di Đà cũng có nói. Người thông thường chúng ta, Kinh Di Đà đọc qua rất nhiều, đều sơ ý qua loa, lướt qua. Đại sư Ngẫu Ích ở trong yếu giải điểm ra cho chúng ta. Chúng ta mới hoát nhiên đại ngộ. Phật đích thực là niệm Phật, thành Phật. Sau đó lại xem trên Kinh Hoa Nghiêm, Thập Địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật, mới biết được niệm Phật công đức vô lượng vô biên. Thế nhưng niệm Phật các vị nhất định phải ghi nhớ, không phải miệng niệm. Miệng niệm không ít gì, trong tâm chân thật có. Cho nên cái chữ niệm này, bên trên là chữ kim, bên dưới là chữ tâm. Ngay cái tâm hiện tại này đích thực là có Phật. Thế nhưng chúng ta vẫn là cách một tầng. Ngày nay chúng ta nhiều nhất là trong tâm có danh hiệu của A-di-đà Phật, các thứ khác đều quên hết, đều không có. Niệm Phật như vậy không được, phải có đức hạnh của Phật. Mức độ thấp nhất phải hiểu rõ, trong tâm phải có. Phật là giữ cái tâm gì? Phật là đời sống như thế nào? Phật là làm thế nào đối nhân sự thế tiếp vật? Trong tâm của bạn không có những thứ này thì bạn làm sao học Phật? Chỉ riêng niệm một câu danh hiệu của A-di-đà Phật, tương lai học thành công rồi cũng chẳng qua là một câu danh hiệu trống không mà thôi. Bạn còn có thể được cái gì? Tôi giảng bộ kinh này ở phía trước đã giảng qua rất nhiều lần. A-di-đà Phật chính là toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đến lúc nào có thể đem đạo lý của Kinh Vô Lượng Thọ thông đạt tường tận? Trên Kinh Vô Lượng Thọ từng câu từng chữ nói ra, chúng ta đều thực tiễn ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Đây gọi là niệm Phật. Đây là thật niệm. Giáo huấn ở trong kinh điển, nếu như bạn hoàn toàn thực tiễn, làm đến được 100%, bạn tương lai giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định sanh cõi thật báo trang nghiêm, thượng phẩm thượng sanh. Trong tâm của bạn thật có. Có là viên mãn có, không hề khiếm khuyết. Bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đương nhiên là cõi thật báo thượng thượng phẩm giảng sanh. Bạn không cách gì làm đến được viên mãn. Có thể làm đến 90%, bạn là thượng trung phẩm giảng sanh. Như vậy thì dần dần hạ thấp xuống. Hạ hạ phẩm giảng sanh cũng phải làm đến được 20%. Nghĩ lại xem, chúng ta đối với giáo huấn trên kinh điển có thể làm đến được 20% hay không? Làm đến 20%, niệm Phật mới có tư cách giảng sanh. 20% cũng không thể làm được. Chỉ có thể nói ngay trong đời này kết pháp duyên với A-di-đà Phật. Ngay đời này vãng sanh khó. Đây là thành thật mà nói. Ngay ngày trước, Lão Sư Lý thường hay nói với chúng tôi, một dạng người niệm Phật chân thật có thể vãng sanh 2-3 người mà thôi. Tại vì sao một dạng người niệm Phật chỉ có 998 đến 999 người đều không thể vãng sanh? Cũng chính là giáo huấn của Phật Đà ở trên kinh điển dạy bảo chúng ta, ngay 20% cũng không thể làm được. Trong đây quan trọng nhất, tôi thường hay nói, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Nếu bạn đem 4 câu này thành thật lão thực làm đến được, xem như bạn làm được 20%. Xem bạn là một người thiện. Trên kinh thường hay nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bạn có thể đem 4 câu này làm cho được, bạn là người thiện. 4 câu nói này giải thích tỉ mỉ, đều là ở trên bộ kinh này. Chúng ta phải cố gắng mà đọc. Mà tư duy, mà quan sát, đem nó thực tiễn ngay trong cuộc sống. Đây gọi là thật niệm Phật, niệm giáo huấn của Phật. Phật dạy bảo chúng ta làm, chúng ta nỗ lực mà làm. Phật dạy chúng ta không nên làm thì quyết không trái phạm. Đây mới gọi là y chân đế môn, trực chúng đức bổn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.